Chị thiệu cho anh em tham gia một chương trình AirDrop Green Swap nhận tốc càng green nha các bạn. Trước khi mình giới thiệu các bạn làm AirDrop này, mình cập nhật lại một dự án là tốc đầu tốc càng One Network các bạn. Thì đây vì dự án tốc càng One Network mới ra, nó mới khởi chạy nha các bạn. Thì tốc độ đạo nó rất là mạnh luôn các bạn. Mình đã nhận được 2223 tốc càng. Thì theo thông tin của tất cả anh em thì tốc càng này, dự án đây là một dự án lâu dài nha các bạn. Tốc càng quanh này sau này nó sẽ đích sàn ở Binance nha các bạn. Thì bạn nào chưa đăng ký thì để phần link video và video hướng dẫn đăng ký và link đăng ký với phần link mô tả đó các bạn. Thì các bạn vào đăng ký và ở đây có phần bình luận nữa các bạn. Các bạn vào đây các bạn chat với trong nhóm này nọ các bạn. Mình thì tiện được 77 rep các bạn. Mình bạn chọn cho tiếng Việt nè. Đây thì các bạn có thắc mắc gì thì các bạn vô đây các bạn hỏi thì mình rảnh thì mình vào mình trả lời cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi để quay lại chủ đề hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chương trình AirDrop nhận token green nha tất cả các bạn. Và các bạn chờ chút xíu các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả với video này, mở cái link form ra tất cả các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn vào đây các bạn follow tài Twitter của tất cả các bạn. Rồi các bạn điền lại username tài Twitter của tất cả các bạn nha. Thì các bạn vào tài Twitter của tất trang cá nhân tài Twitter của tất cả các bạn thì các bạn sẽ gặp được username tài Twitter các bạn nha bạn. À cộng MMO của mình. Tiếp tục các bạn retweet lại cái bài viết này nha các bạn. Bạn nhấp vào các bạn chỉ bấm rồi retweet được rồi. Rồi tiếp tục các bạn cho anh vào kênh Telegram, bạn điện vào username Telegram cho các bạn. Còn anh đó. Nhưng nhiệm vụ thế này thì mình cũng không có dẫn các bạn tới lui đâu các bạn. Quá là dễ dàng luôn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Bet20 thì các bạn gửi địa chỉ chút Bet mình ra nè các bạn. Đâu rồi ta? Rồi các bạn copy địa chỉ Smart Chain này nè bạn, các bạn sẽ chép nè bạn. Còn bạn nào dùng địa chỉ với MetaMask thì copy địa chỉ ETH nhớ mainnet mạng BNB Smart Chain vào các bạn. Rồi. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa các bạn. Đây là giá của ghép bọng, rồi bạn chỉ bấm gỡ. Ok, vậy mà đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp những tốc cần ghi đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.